Cầu Nhân Trạch, dự án thành phần 1A thi công cầu Nhân Trạch gói thầu CVK1 đã được khởi công cuối tháng 9 năm 2022. Hiện tại tiến độ dự án đang đảm bảo nhưng lo ngại về mặt bằng thi công phía bờ Đồng Nai. Hiện toàn dự án đã bàn giao được 3,27 km trên 8,22 km, đạt 39,8%. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh bàn giao được 100%, Đồng Nai mới đạt 21,4%, bao gồm phần dưới sông Đồng Nai và đoạn tuyến vận động trước các hộ dân. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét chỉ đạo các sở ban ngành huyện Nhân Trạch khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch để thi công toàn bộ các gói thầu của dự án. Đại diện ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, đến nay nhà thầu đang thực hiện các phần việc thi công cọc khoan nhồi, bệ trụ, đường đầu cầu, đúc dầm CPT và thi công cọc mố cầu. Cầu dẫn phía bờ Đồng Nai dù địa phương chưa bàn giao xong mặt bằng, ban quản lý dự án cùng với nhà thầu chủ động vận động người dân để có mặt bằng làm bãi công trường và đã huy động triển khai thi công cọc khoan nhồi dưới nước. Đến nay đã đạt 28 trên 51 cọc D1500. Theo ban quản lý dự án Mỹ Thuận, gói thầu CVK2 đường dẫn hai bên cầu Nhân Trạch phía Đồng Nai sẽ kết nối vào đường Tôn Đức Thắng, tỉnh lộ 25B. Được biết, trong ngày 28 tháng 3 thực hiện việc ký kết và sau đó sẽ triển khai công tác thi công ngoài hiện trường. Dự án có cầu Nhân Trạch qua sông lớn cần đảm bảo thời gian thi công. Đồng thời, do nền đường dẫn có các đoạn tuyến xử lý đất yếu cũng cần đủ thời gian chờ gia tải, nên việc bàn giao mặt bằng là một trong những yếu tố quyết định đảm bảo tiến độ của dự án.